Xin chào các bạn, mình là Doraemon và Lobita. Bọn mình đang có một chuyến đi du hành vượt thời gian từ tương lai quay trở lại quá khứ. Chuyến đi này có liên quan đến sự tồn vong của trái đất. Xin mời các bạn hãy theo dõi câu chuyện của bọn mình nhé. Xin chào Tiểu Bảo Bảo, Doraemon và Lobita. Lâu lắm rồi mới thấy hai bạn đến chơi với mình. Lần này bọn mình tới đây không phải là để chơi với các cậu đâu. Lần này mình đến là để thông báo cho các cậu một chuyện có liên quan đến sự tồn vong của trái đất. Hả? Thật vậy sao? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong tương lai, trái đất sẽ bị hủy diệt trong tay một tên quái vật có tên là Joker. Quái vật sao? Doraemon, cậu yên tâm đi. Bọn mình chính là nhóm siêu nhân Gao chuyên tiêu diệt lũ quái vật đây. Bọn mình đã biết các cậu là những siêu nhân Gao rồi. Tuy nhiên, trong tương lai, khi các bạn biết được kế hoạch của hắn, thì lúc đấy đã quá muộn. Các bạn chưa kịp ra tay ngăn cản hắn, thì trái đất đã bị hóa thành tro bụi rồi. Rất may, mình và Lobita nghĩ ra một kế hoạch dùng cô máy thời gian quay trở về quá khứ để thông báo cho các bạn biết kế hoạch của hắn. Bây giờ mình cần cậu tập hợp tất cả các siêu nhân Gao lại đây. Mình sẽ kể chi tiết toàn bộ sự việc cho các bạn nghe. Các bạn nghe đây, chắc các bạn đã được nghe Tiểu Bảo Bảo nói qua về sự việc khủng khiếp đó rồi đúng không? Hiện nay trên trái đất, tên chùm quái vật Joker đang chế tạo hai quả bom nguyên tử Proton. Những quả bom nguyên tử Proton này có sức mạnh hủy diệt gấp 1 triệu lần bom nguyên tử bình thường. Một quả bom nổ có thể tiêu diệt một nửa trái đất. Và nếu cả hai quả bom cùng nổ thì trái đất sẽ bị xóa sổ. Và trong tương lai, trái đất thực sự đã bị hủy diệt. Trời ơi, bằng mọi giá nhất định chúng ta phải ngăn chúng lại. Đúng vậy, vì hai quả bom được đặt ở hai nơi khác nhau, cho nên chúng ta sẽ phải chia làm hai nhóm để hành động. Nhóm 1 sẽ gồm 5 anh em siêu nhân Gao: Suga, Thơ Nguyễn, Tiểu Bảo Bảo, Khá Bảnh và Vanh. Nhóm 2 sẽ do tớ, Lobita, Iron Man V, siêu nhân Gao Bạc, Jungkook, siêu nhân Gao Hồng, Nisa đảm nhiệm. Chúng ta phải nhanh lên, chỉ còn một ngày nữa thôi là cả hai quả bom sẽ nổ. Trước lúc đó, chúng ta phải phá hủy được hai quả bom đó. Có ai có câu hỏi gì không? Tôi có ý kiến thế này. Trong trường hợp chúng ta không kịp phá hủy quả bom, vậy thì cậu có bảo bối nào có thể mang nó ra ngoài vũ trụ để nó không ảnh hưởng tới trái đất được không? Đừng lo, tớ đã tính đến trường hợp đó rồi. Cho nên, tớ đã đưa cho Tiểu Bảo Bảo một chiếc tên lửa mini. Nhìn nó bé thế thôi, nhưng nó rất là mạnh. Nó có thể mang quả bom nguyên tử Proton ra ngoài không gian trong nháy mắt. Được rồi các bạn, chuyện này rất là cấp bách, chúng ta phải mau hành động thôi. Ha ha ha, với hai quả bom nguyên tử này, ta sẽ phá hủy toàn bộ trái đất. Và sau đó, ta sẽ dùng sức mạnh của ta tạo ra một trái đất khác chỉ dành riêng cho quái vật bọn ta. Dừng tay lại, bọn ta nhất định sẽ không để ngươi thực hiện được âm mưu xấu xa của ngươi đâu. Ha ha ha, không ngờ rằng các ngươi lại phát hiện ra nhanh đến như vậy. Tuy nhiên, cũng chẳng sao. Các ngươi tưởng rằng chỉ với 5 người các ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Mà dù cho các ngươi có may mắn chiến thắng được ta đi chăng nữa, thì nói cho các ngươi biết, ta đã chế tạo ra hai quả bom nguyên tử Proton. Và chỉ cần một trong hai quả bom phát nổ thì trái đất này cũng sẽ bị hủy diệt thôi. Ngươi không cần phải lo, những người bạn của ta đã đến để phá hủy quả bom thứ hai kia rồi. Hả? Tại sao các ngươi lại biết được có quả bom thứ hai? Cứ như là các ngươi có những người bạn tới từ tương lai thông báo cho vậy. Ha ha ha, ta chỉ đùa thôi. Thật ra ta đã biết có hai kẻ dùng cỗ máy thời gian trở lại quá khứ để thông báo cho các ngươi rồi. Hả? Tại sao ngươi lại biết? Thật ra không phải là hai đâu, mà có đến 3 tên từ tương lai quay trở lại quá khứ cơ. Hả? Ngươi nói vậy là sao? Đứng im, các ngươi mau hãi vũ khí xuống, nếu không ta sẽ giết con bé này ngay. Doraemon, Nobita ơi, cứ mặc kệ tớ, các bạn mau chạy đi. Các ngươi không được làm hại bạn ấy, bọn ta sẽ đầu hàng. Ha ha ha, tốt lắm, mau trói bọn chúng lại cho ta.
Xin lỗi các bạn, tại mình mà các bạn mới bị bọn chúng bắt. Không sao đâu Suka, nhưng mà tại sao cậu lại có thể quay trở về quá khứ vậy? Chuyện là như thế này, lúc quả bom chuẩn bị nổ thì từ trường của nó tạo ra một dòng chảy thời gian. Tớ đi theo dòng chảy thời gian đó trở về đây, nhưng xui xẻo bị bọn chúng bắt được. Bọn chúng dùng ma thuật thâm nhập vào trí nhớ của tớ, cho nên bọn chúng biết các bạn đang quay trở về quá khứ để ngăn cản bọn chúng. Cho nên bọn chúng đã bắt tớ làm con tin và giăng sẵn cái bẫy ở đây để bắt các cậu. Được rồi các bạn, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Chúng ta phải mau nghĩ cách cởi trói, tiêu diệt bọn chúng và phá hủy quả bom. Nếu không chúng ta sẽ nổ tan xác với quả bom này. Đừng lo các bạn, sợi dây trói này sao có thể làm khó được tớ. Hãy xem đây, siêu nhân phép thuật Gao Hồng biến thành tí hon. Hi hi, vậy là thoát được rồi. Bọn quái vật kia, mau dừng tay lại. Hả? Tại sao bọn chúng lại có thể thoát ra được? Hãy xem bọn ta đây. Hay à. Hoan hô, chúng ta thắng rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm thế nào để phá hủy quả bom này bây giờ? Cứ để cho tớ lo. Doramini, hãy vô hiệu hóa quả bom nguyên tử này cho tớ nhé. Ok. Hoan hô, vậy là thành công rồi. Đèn pin thu nhỏ. Bây giờ quả bom đã bị vô hiệu hóa, nhưng để chắc chắn tớ sẽ thu nhỏ nó lại rồi đem nộp cho cảnh sát tương lai. Không biết nhóm 5 anh em siêu nhân Gao sao rồi nhỉ? Yên tâm đi, bọn họ rất mạnh, nhất định bọn họ có thể lo điệu được thôi. Nhóm siêu nhân Gao, hãy lộp mạng đi. Hay ya. Các bạn ơi, không ổn rồi, hắn mạnh quá. Chúng ta phải hợp lực lại thôi. Triệu hồi siêu thú sư tử. Triệu hồi siêu thú đại bàng. Triệu hồi siêu thú ca mập. Triệu hồi siêu thú bò rừng. Triệu hồi siêu thú hổ trắng. Siêu nhân Gao siêu cấp biến hình. Thanh gươm công lý. Chám. Hoan hô, vậy là tên trùng quái vật Joker đã bị tiêu diệt. Chúng ta thắng rồi. Chưa đâu tiểu bảo, quả bom vẫn còn mà. Bây giờ chúng ta phải mau chóng phá hủy quả bom. Nguy rồi, quả bom sắp nổ rồi. Chúng ta không còn đủ thời gian để gỡ quả bom đâu. Phải làm thế nào bây giờ? Tiểu bảo, Doraemon có đưa cho cậu một cái tên lửa mini mà. Cậu ấy bảo nếu không kịp gỡ bom thì hãy tống nó ra ngoài vũ trụ là xong. Ừ nhỉ, thế mà mình quên mất. Quái, có chuyện gì thế tiểu bảo? Các bạn ơi, nguy thật sự rồi. Tớ đã làm mất cái tên nửa của Doraemon cho rồi. Rõ ràng là tớ cất nó trong túi quần rồi mà. Có lẽ lúc nãy đánh nhau với tên Joker, nó đã bị rơi ra ngoài rồi. Trời ơi tiểu bảo, vật quan trọng như vậy mà cậu lại làm rơi sao? Hết thật rồi, trái đất sẽ bị diệt vong mất. Đừng lo các em. À, là thầy. Bây giờ thầy sẽ mang quả bom này ra ngoài vũ trụ. Hay à. Trời ơi, mình nghĩ quả bom đó đã giết chết thầy giáo của chúng ta rồi. Thầy ơi, tại em mà thầy phải chết. Nàn gì mà bú lú bú loa lên thế, thầy đã chết đâu? Hoan hô, thầy vẫn còn sống. Tất nhiên rồi, thầy là Superman mà, đâu có thể dễ dàng chết như vậy được. Các em đã làm rất là tốt. Hôm nay nhân dịp có các bạn tới từ tương lai tới đây chơi, chúng ta hãy mở tiệc ăn mừng thôi. Hoan hô. Vậy là chúng ta một lần nữa đánh bại được âm mưu xấu xa của tên Joker. Trái đất
một lần nữa được an toàn. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho bọn mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.